À, chào mừng anh chị và các bạn trở lại với bản tin nhận định thị trường ngày 22 tháng 3 năm 2022 à, Thì hôm nay là một phiên mà thị trường mua vào khá là mạnh Thì nó vẫn duy trì như cái nhận định của chúng ta ở những cái phiên gần đây Thị trường đang trong cái nhịp hồi Và chiến lược của chúng ta có thể mua thăm dò, mua gia tăng và nắm giữ các cổ phiếu Thì dưới đây là điển hình một số cái cổ phiếu kim cương của cái ngày hôm nay Thì trước khi đi vào nội dung chi tiết rất mong anh chị và các bạn à, like và share video đến với những người quan tâm chứng khoán <laughs> thì đầu tiên là đi vào thị trường thì các anh chị có thể thấy là nhận định về thị trường chung thì các anh chị cũng có thể thấy là cái đáy ngắn hạn gần đây nhất là ngày 14 tháng 3 đúng không ạ bản thân kênh cổ phiếu kim cương cũng đã chia sẻ với các anh chị là chúng ta có thể bắt đầu quay lại thị trường từ ngày 18 tháng từ ngày 18 tháng 3 là đã khuyến nghị để các anh chị quay lại thị trường rồi đúng không ạ từ ngày 18 tháng 3 đây là danh sách các cổ phiếu cho điểm mua cũng như là các cái cổ phiếu kim cương từ ngày 18 tháng 3 thì với cái việc mua vào của ngày hôm nay như thế này anh chị có thấy là đối với VN index là mua vào khá là mạnh mặc dù khối lượng thì không phải quá lớn nhé nhưng hôm nay là tăng 1,8 phần trăm là khá là tốt à, nhiều anh chị có thể có hỏi rằng là đây có phải là một cái phiên lấy đà ngày bùng nổ theo đà theo cái hay không thì thực ra nếu mà xét như vậy thì nó cũng về khối lượng thì là hơi yếu tuy nhiên là đối với về mức tăng giá thì là tương đối đủ vn Nam 30 thì khối lượng hơi yếu tuy nhiên là các anh chị có thể thấy rằng là thị trường với cái phiên ngày hôm nay thì cả các chỉ số VN Index phiên 30 thì đều trên cái đường MA20 rồi tức là nó đủ cái tiêu chí để chúng ta quay lại thị trường một cách an toàn hơn thì anh chị có thể thấy là bản thân là khi mà chúng ta thấy đáy thì mình cũng đã chia sẻ cho các anh chị cách chúng ta vào mua đúng không cái việc mà chúng ta chia sẻ với các chị từ cái ngày 18 ấy này 17 18 ấy này chúng ta quay vào thị trường á không phải là bởi vì lúc ấy mình mới chỉ nhìn thấy ngày 17 18 mà mình nhìn thấy cái giai đoạn gần đây này nó là cái sự rút bỏ của những nhà đầu tư nhỏ sau một giai đoạn rút bỏ nhà đầu tư nhỏ thì nó sẽ có cơ hội nó quay lại khi mà nó kiệt vốn nó hoàn toàn khớp với những cái nhận định của chúng ta nhé chị nhé không có một cái điều gì là là đi lên trong nghi ngờ đúng không ạ nó không hề nó nó không phải là đi lên trong nghi ngờ nó đi lên trong kịch bản nhận định của chúng ta anh chị nhé Thì cái phiên ngày hôm nay nó, nó tiếp tục nó củng cố cho cái nhận định đó. Nói chung là không có gì à không có gì đặc biệt đúng không? Vẫn trong một cái xu hướng lên. À, số lượng cổ phiếu tốt thì hôm nay khá là tích cực, vì anh chị có thể thấy là nó mở ra là 229 cổ phiếu rồi. Điểm số trung bình thì đang trên đường trung bình MA10 và trên trung bình MA20 thì khá là tốt. <laughs> thì quay trở lại đây thì cái Nhận định của chúng ta là thị trường trong cái nhịp hồi đi lên, nắm giữ cổ phiếu mạnh Thăm dò cổ phiếu, xem xét mua giải ngân các cổ phiếu đây chị à, Thì mình sẽ chọn đây là các cái cổ phiếu đẹp nhất Và những cổ phiếu đáng quan tâm nhất ngày hôm nay Thì đầu tiên là các cổ phiếu kim cương Thì anh chị có thể nhìn các cổ phiếu kim cương ở đây Đây là các cổ phiếu tốt nhất à, Ở trong các, đây là các cổ phiếu mạnh Các cổ phiếu cancelling hoạt động ở phía trên nền Và thuộc các cái ngành mạnh Đấy thì chị có thấy những FRT, NVT, LGC, ASM đất xanh thì lát chúng ta sẽ lướt ở trên đồ thị của Ami Broker và những cổ phiếu ngày hôm nay thì anh chị có thể mua được là những cổ phiếu kim cương và khá là gần nền ví dụ như là DG, HDG, PLP HDG thực ra đã chia sẻ với các anh chị mua từ phiên ngày hôm trước rồi cơ HDG đã chia sẻ với các anh chị mua từ phiên ngày hôm trước ngày cuối tuần trước PLP, DGC, HCD và PASS là những cổ phiếu có thể mua được anh chị nhé các cổ phiếu bên dưới là những cổ phiếu mà trên nền hoạt động khá ok nhưng không thuộc các cái nhóm ngành mạnh thì anh chị có thể thấy số cổ phiếu ví dụ như là DDG, TNH từ, từ đấy, TTF đây là các cổ phiếu như vậy. Đấy. Còn các cái cổ phiếu trong nền phía đây thì anh chị thấy cổ phiếu ok thì là có cổ phiếu CMG và uh, NLG Đấy còn cổ phiếu mà kiệt vôn cho điểm mua thăm dò ngày hôm nay thì anh chị có thể lưu ý có thể thấy rằng là có mấy cổ phiếu ngân hàng. Thực ra thì mình tập trung nhiều vào hơn vào các cổ phiếu ngân hàng. Các cổ phiếu ngân hàng thì nó chưa mạnh hơn thị trường nhé, nó vẫn yếu hơn nhưng mà nó khá là kiệt vôn. Và đây là những cái cổ phiếu mạnh của đợt trước với như BIT, CTG, LPB và Tiên Phong Bank là các cổ phiếu anh chị có thể mua thăm dò ngày hôm nay. À, thì các cái nhóm ngành mạnh thì ở đây này. Đấy, chị nhìn đây chị thấy các cái nhóm ngành mạnh ở thị trường này bán lẻ này bất động sản này phần cứng phần mềm này bảo hiểm này hóa chất này kim loại nông sản này thiết bị viễn thông xây dựng xây lắp và xuất bản đó là khác. khi mà các cổ phiếu các chị mà thuộc các cái nhóm anh mạnh đấy thì cơ hội thành công sẽ cao hơn à thì mình sẽ quay trở lại ở trên cái đô thị này để giới thiệu các cái kiểu hình các cái các cái hình thái đồ thị của các cổ phiếu kim cương cho các anh chị xem Đây. đây FRT nhóm bán lẻ tổng hợp là cổ phiếu rất là mạnh Cách à, các chị uh, nắm giữ các chị không nên mua nữa nhé bởi vì uh, hiện nay nó đang tăng xa nền là 11 phần trăm rồi nó tăng xa nền được 11 phần trăm rồi thì hơi xa quá mình cũng chia sẻ là nếu mà tăng cách nền này này dưới 10 phần trăm thì cũng chúng ta có thể mua nhưng trên 10 phần trăm thì không nên mua nắm giữ thì ok rất là đẹp NVT thì cổ phiếu này không mua được rồi các chị có thể nắm giữ thôi mà chạy như bay như này thì không mua được mà nó đang chạy nước rút như thế này nó sắp rơi UGC, UGC là những cổ phiếu cũng phát hiện và chia sẻ về cho các anh chị các cái điểm mua từ những cái phiên trước và hiện nay chạy khá là ổn nhé chúng ta sẽ không không mua đuổi nữa bởi vì nó tăng 16 phần trăm kể từ cái nền giá rồi anh chị nhé ASM ok nhé ASM nắm giữ vẫn ok không mua nữa bởi vì nó cũng san nền rồi DX đất xanh đất xanh thì hôm nay là các anh chị có thể mua được nhé điểm mua đấy điểm mua xịn đấy Xỏ. HDG điểm mua ngày hôm qua và hôm nay cũng mua được anh chị nhé hai ngày đều mua được AGG này thì chạy nắm giữ thôi không mua nữa vì nó xa nền rồi cách 10 uh, hơn 10 à, cách 8 phần trăm cách 8 phần trăm nhưng mà cổ phiếu này nó có cái tính bóc cung khá là nhiều chúng ta không ưu tiên cách chị mua thì cách chị nắm giữ ok ở PLP thì là điểm mua bùng nổ của nó đây hai điểm hai ngày hôm nay đều mua được anh chị nhé PLP mua được DGC thì đây là một nhịp chạy khá là ổn. Thì sau khi tích lũy lại nó lại chạy tiếp. Hôm nay là để mua được. HCD, HCD cũng mua được. Mấy cái cổ phiếu hóa chất cơ bản này rất là mạnh. HCD mua được nhé. Đấy. RDP này thì cổ phiếu này rơi rồi hai phiên sàn này. Đấy, tại vì nó chưa thủng ở A10, cho nên nó vẫn nằm trong cái danh sách. Nhưng mà cổ phiếu RDP này thì hôm nay chúng ta là phải chạy rồi, anh chị nhé. Nguyên tắc nếu anh chị nắm giữ cổ phiếu này phải chạy rồi này là chạc nó đi lên lên thì theo kiểu hơi khó chịu bởi vì nó liên tục nó thùng a 10 nhưng nếu các anh chị mà giữ cổ phiếu này thì cũng tạm tạm ok VHC VHC vẫn ok nhé điểm mua bùng nổ của nó đây sau khi nó chỉnh như thế này nó rũ như thế này thì vẫn ok vẫn là kênh lên thôi nắm giữ ở VC9 thì đang chạy rất là mạnh chạy, chạy rất là mạnh các anh chị nắm giữ KDM chạy rất là mạnh chúng ta nắm giữ thôi hút hút thì chạy nước rút từ nhịp trước các anh chị. Nếu anh chị nào mà còn thì vẫn là nắm giữ, còn mua thêm thì không nên mua nữa. C4G, C4G đang đi lên khá là ổn anh chị nhé các anh chị nắm giữ ok. Mua thêm thì là không mua thêm bởi vì nó xa nền nó cách 15% rồi. DT, DT nay anh chị có thể mua được nhá, DT mua được. DT mua được, ok. Đấy, các anh chị nắm giữ. Cổ phiếu này thì bao cung đấy, các anh chị nhìn thấy đồ thị này lượng và chất đều chẳng trạng như này bao cung nhiều nắm giữ thì ok TNH ok nhé đi lên nắm giữ được có thể mua được ở đi này thì đang đi lên à, không nên mua vì khối lượng chỗ này nó có tính bóc cung bcg nó đang xuống lên các chị nắm giữ được nhé khối lượng nó hơi cao một chút nhưng mà nó vẫn đi lên được fr này ok nhé các chị cũng nắm giữ được nó cũng có tính bóc cung đấy nhưng nó lên được DXS ok hôm nay để mua nhé. Đây, để mua thì mua được Đấy, dịch vụ vận tải SKG SKG vẫn xuống lên các chị nắm giữ không nên mua nữa bởi vì dòng vận tải hiện nay nó yếu hơn thị trường chung rồi dòng vận tải thì nó yếu hơn thị trường chung dòng vận tải ở phía dưới này, này. nó thấp hơn uh, VN Index -E rồi vì HAH và SKG thì uh, nó không ưu tiên bằng nữa rồi vì nó dòng vận tải yếu hơn Nhưng mà OCS này chạy rất tốt này nắm giữ được KLB này anh chị có thể nắm giữ được. Nó lăn rất là nó hơi lằng nhưng mà nắm giữ được. Đấy, TTF này thì ok này, các anh chị nắm giữ nó vẫn đi lên này. Nó không thuộc nhóm ngành mạnh nhé, nhưng mà các anh chị nắm giữ nó vẫn ok, nó vẫn là cổ phiếu ok đấy. HTG này cũng là cổ phiếu ok các anh chị nắm giữ được. Đấy GVC thì nó lằng lằng, không đẹp nhưng mà nắm giữ thì cũng được. Đấy này thì không đẹp, nhưng nắm giữ thì vẫn ok. Ở phía dưới này thì các cổ phiếu xấu hơn một chút, HTN này ok nhé hôm qua là để mua vùng nổ hôm nay các anh chị cổ phía này nắm giữ được CTC thì nó khá là là lỏng không đẹp lắm nhưng mà các anh chị nắm giữ thì cũng vẫn được đó. AIB này thì nó đang ở trong nền thôi OK anh chị nhé đó là các cái cổ phiếu kim cương của ngày hôm nay à, thì à, rất là hy vọng với những cái thông tin nhận định hàng ngày nó rất là ngắn gọn thôi nó cũng là cách phân tích nó hơi là khác biệt với những cái kênh khác thì hy vọng những cái thông tin này sẽ mang lại cho anh chị thứ nhất là cái giá trị về mặt bổ ích chất lượng và hiệu quả các anh chị nhé các anh chị có thể kiểm chứng các anh chị có thể lưu lại các cổ phiếu này các anh kiểm chứng xong sau một thời gian theo nó như thế nào đương nhiên là chúng ta không thể đúng 100 phần trăm như số lượng cổ phiếu như thế này được nhưng mà thông thường với những cái nhịp như này thì với cái cách các cái điểm mua mà với cái cách cắt lỗ và chốt lời theo nhận định của kênh của mình thì các anh chị đảm bảo là cái xác suất chọn đúng cổ phiếu nó rơi vào khoảng 50% và số lượng cổ phiếu mà các anh chị đúng sẽ cho các anh chị lợi nhuận từ 20, 30, 40, 50 phần trăm và những cổ phiếu sai các anh chị chỉ lỗ khoảng 3 đến 5 đến 7 phần trăm thôi khẳng định các anh chị hoàn toàn có thể test được nhé các anh chị có thể kiểm chứng à, thì hy vọng các anh chị tiếp tục ủng hộ kênh bằng cách like, share video nhấn nút quả chuông, subscribe kênh tiếp tục ủng hộ kênh để mình có những cái động lực để làm kênh thường xuyên hơn ok cảm ơn các anh chị chúc các anh chị buổi tối vui vẻ